Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2 tuần 26 và luyện toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm chúng ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Và bài tập tập 1, tập 2 và luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán, tất cả đều đã có ở trên kênh rồi. Các em nhớ tìm để các em học nha. Đặc biệt là những cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, bài tập phát triển năng lực của môn toán đều có hết rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang 34 nào. Chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu mình là tính nào. Vậy thì các em nhìn thấy đây nè, đây là ba cái phép tính cộng. Mà các cái phép tính cộng này lại làm sao? Lại nằm hết ở trong gì? Trong cái ngoặc này nè. Đấy, vậy thì muốn làm được cái này thì chúng ta phải thực hiện các kết quả này, đúng không? Vậy thì nguyên tắc 1 mà cộng với 1 phần 2 này. Vậy thì mẹo mà chúng ta làm cái này nè, thì chúng ta chỉ cần lấy cái gì các em? Lấy cái gì? Lấy, thực chất đây là gì? 1 trên 1 nè. Thì các em quy đồng lên thì nó sẽ bằng 2 trên gì? 2 cộng với 1 trên gì? Trên 2 thì nó sẽ bằng 3 phần gì? 3 phần 2 thôi. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần lấy mẹo này. Lấy nè, cái số đó này cộng với mẫu nè. Đấy, lấy số đó cộng với mẫu thì sẽ ra tử nè. Và giữ gì? Giữ mẫu nè. Đấy, vậy thì đây sẽ bằng 3 phần gì? 3 phần 2 nhá. Đấy, cộng cái tổng thứ nhất nè là 3 phần 2 nè. Chia cho nè. Tương tự như vậy, đây 1 cộng với 1 phần 3 thì các em xin lấy số đó nè. Là 3 cộng với 1 thì sẽ bằng mấy? Bằng 4. Vậy thì đây sẽ là 4 phần gì? 4 phần 3 nè. Đó, chia cho nè. 1 mà cộng với 1 phần 4, tức là 4 cộng với 1 sẽ là 5 phần gì? 5 phần 4 thôi. Đó, được chưa? Đấy. Rồi, vậy thì đến đây là chia gì? Chia ba cái phân số cho nhau thì các em cứ áp dụng nguyên tắc. Phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai, tức là nhân cho 3 trên 4 nhân với đảo ngược của phân số thứ ba là nhân cho 4 trên 5 này. Đó, được chưa? Đấy, đây chúng ta ghi dấu bằng nhé. Rồi, vậy thì sẽ bằng bao nhiêu các em? Đây, thầy sẽ làm cái này ra giấy nháp nhé. 3 trên 2 này, nhân với 3 trên 4 này, nhân với 4 trên 5. Đấy, vậy thì các em sẽ có cái gì đây? Sẽ có là tử là 3 nhân với 3 lại nhân với 4 trên 2 nhân 4 nhân 5. Đấy, vậy thì trên tử có 4 này, dưới mẫu có 4 này, các em loại này. Vậy thì trên tử giờ còn là 3 nhân 3 là mấy? 9 này. Và dưới mẫu 2 nhân với 5 là 10. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là 9 trên 10, đúng không? 9 trên 10 thì bằng mấy? Có bằng được nữa không? À, như vậy chúng ta không rút gọn được, đúng không? Đấy, vậy thì đây là phân số đã tối gì? Tối giản rồi nhá. Đó, vậy kết quả đây sẽ là 9 phần 10. Được chưa? Xong bài số 1 nhá. Rồi, chúng ta sang cái bài số 2. Thì yêu cầu mình là tính nè. Vậy thì đây là những câu quá dễ dàng rồi, đúng không? Đây chỉ là nhân hai phân số với nhau thôi. Thì sẽ bằng tử nhân với tử. Và mẫu nhân với gì? Mẫu nè. 2 nhân 8 trên 3 nhân 10 15. Đó. Vậy thì đối với phân số này chúng ta nhân lên. 2 nhân 8 10 16 trên 3 là 40 mấy? 45. Đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì cái này sẽ bằng bao nhiêu? 16 trên 45. Vậy thì 16 trên 45 có rút gọn được không nhỉ? 16 chia được cho 4. 45 không chia cho 4. Như vậy thì đây là phân số tối giản rồi. Không rút gọn được. Chia cho 3 cũng không được. Rồi, câu B. Cũng là chia hai phân số. 2 phần 3 các em cũng lại nhân đảo ngược lên, đúng không? Nhân với 10, 15 trên mấy? Trên 8 này. Đấy, vậy thì mẹo chúng ta làm đây sẽ là 2 nhân 10, 15 trên
3 nhân với 8 nè. Bây giờ chúng ta muốn rút gọn, chúng ta tách nhanh nè. 2 nè. 15 ở dưới đây các bạn nhìn thấy 3 thì sẽ bằng 5 nhân 3 nè. Đó. Trên nè, 3 nè, 8 ở đây thì ở trên này có 2 thì chúng ta sẽ bằng 4 nhân 2. Đó. Các em hiểu không? Trên có mấy? Trên có 3, dưới có 3 này. Trên có 2, dưới có 2 này. Vậy thì đây chỉ còn mấy? Tử là 5 và dưới mẫu chỉ còn mấy? 4, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta chỉ còn là 5 trên 4 các em nhé. Đó, chúng ta nhân lên nó bằng 30 trên 24 thì chúng ta lại phải rút gọn nữa. Đấy, thì chúng ta làm cách này cho nó nhanh nhé. Cách thuận tiện chúng ta đã học rồi. Rồi, câu tiếp theo. Ở đây có phép chia và có phép nhân. Đấy, vậy thì nguyên tắc thì có chia và có nhân thì chúng ta cứ làm tuần tự từ bên tay nào? Từ bên tay trái sang. Đó, vậy thì đây 5 trên 4 à. Chia cho 1 phần 6 chúng ta sẽ nhân đảo ngược lên, tức là nhân với 6 trên 1 à. Nhân với mấy? Nhân với 9 trên 10 12. Vậy thì đây là cái gì các em? Nhân 3 phân số sẽ là 5 nhân 6 nhân 9 nè, trên nè 4 nè, nhân với 1 nhân với 10 12, đúng không? Đó, vậy thì đến đây thầy sẽ tách ra cho các em nhìn dễ nhé. Đây 5 nhân 6 nhân với 9 nè, trên 4 nhân với 1 nhân với 10 12. Vậy thì các em nhìn thấy ở dưới này nè, có 12 trên có 6 đây nè. Chúng ta sẽ tách ra. Tách ra được không nào? Sẽ là 5 nhân với 6 nhân với 12 thì nhân với 2 rồi. Vậy thì đây vẫn giữ nguyên nhân với 9 đi. Trên 4 nhân 1 nhân với nè 6 nhân 2, tức là cái 12 bằng 6 nhân 2 thì mình mới chỉ tinh giản được một cái này thôi, đúng không? Vậy thì trên còn 5 nhân 9 là 4, 45. Ở dưới này 4 nhân 1 là 4, 4 nhân 2 là 8, đúng không? Vậy thì đây còn bao nhiêu? 45 trên 38. À, trên 45 trên 8. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng chia được cho mấy nhỉ? 45 trên 8. 5 nhân 9 45. 4 đây là 8, đúng rồi. Vậy thì 45 trên 8 thì mình cũng chia được cho 2 không? 45 không chia được, 8 cũng không chia được cho 3. 8 này chỉ có thể chia được cho 2, cho 4 và cho chính nó thôi. Anh này thì như vậy thì đây chúng ta giữ nguyên là 45 trên 8 các em nhé. Nó không rút gọn được nữa. Đúng không? 4 15 trên 8 nè. Hoặc là một cái cách nữa chúng ta có thể thầy thử nháp xem nào. Rút gọn được nữa không nhỉ? Thì sẽ là 5 nè. Nhân với 6 này, nhân với 3 này, nhân với 3 này. Trên này đây là 4 nhân với 1 nhân với 6 nhân với 2 thì cũng vậy thôi. Không có giải quyết được cái gì, đúng không? 5 3 15, 15 với 3 cũng bằng 40, 15 thôi. Trên 4 với 2 vẫn là 8, đúng không? Không giải quyết được, như vậy chúng ta không rút gọn được nữa. Kết quả vẫn là 45 trên 8 nhé. Rồi câu D. Đây là nhờ chia 3 phân số thì chúng ta cứ tiến hành phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. 6 phần 5 chứ, đúng không? Rồi nhân với đảo ngược của phân số thứ 3, tức là 8 trên 3. Rồi đến đây thì sẽ bằng 6 a 2 nhân 6 nhân 8 trên mấy? Trên à, 5 nhân với 5 nhân với gì? Với 3. Đấy, chả có số nào chung hết, đúng không? Đó, được mỗi cái anh này chung được một số này. Anh này thì tách ra thì bằng 2 nhân 3 thôi, đúng không? 2 nhân 6 nè, nhân với 8 nè, trên 5 nhân 5 nhân 3, 5 nhân 5 nhân 3 này.
À, nếu các em tách cái anh này ra thì cũng được thôi, bằng 2 nhân với 3 nhân với 2. Tức là 6 này thì bằng 3 nhân 2 đúng không các em? Nhân cho 8 nè. Trên nè, 5 nhân 5 nhân với 3. Đấy, vậy thì được mỗi anh này thôi. Đúng không? Vậy thì 8 nhân với 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 8. 8, 4, 3. 32. Trên 5, 5, 2. 25. Đúng không? Đấy, vậy thì kết quả là 32 phần 55 thôi, chứ không có rút gọn được nữa. 32 trên 20 mấy, 25 nhá. Được chưa? Rồi, sang cái bài số 3. Đây là một bài toán tìm x nè. Người ta cho mình nè, tìm x biết x cộng với 5 trên 9. Câu này thì quá dễ rồi đúng không? Số hạng bằng tổng. Vậy thì muốn tìm một số hạng, chúng ta sẽ lấy gì? Tổng của nó trừ đi gì? Trừ đi số hạng đã biết. Đó, bài này thì bạn nào mà không làm được nữa thì là kiến thức của mình rất là hỏng rồi đấy nha. Rồi, 7 phần 6 các em trừ cho 5 phần 9 nè. Vậy thì mẫu ở đây sẽ làm bao nhiêu? 54 đúng không? Các em quy đồng lên nhá. 9 nhân 7 63 trên 54 trừ đi 6 nhân 5 30 trên 50 54. 63 trừ 30 thì còn bao nhiêu? 33 trên 54. Đúng không? Vậy đây sẽ chia được cả tử và mẫu cho 3. 33 chia cho 3 thì được 11, 54 chia cho 3 thì được 10, 18 đúng không nào? À, vậy thì kết quả đây sẽ là 11 phần 18 các em nhé. 11 phần 10, 18 này. Được chưa? Rồi câu B nè. Số gì? Số bị trừ, số trừ hiệu nè. Vậy thì giờ muốn tìm số bị trừ x thì chúng ta sẽ lấy hiệu của nó là 6 phần 7 nè. Cộng với số gì? Số trừ, tức là cộng cho 3 trên 8. Rồi các em quy đồng thôi. Vậy thì đây là cộng 2 phân số đúng không? 6 trên 7 cộng 3 trên 8. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? Mẫu là 56 đi. 6 x 8 48. 7 8 5 56 cộng 7 3 21 trên 5 56 nè. Sẽ bằng 48 cộng 21. 8 với 1 là 9 nè. 42 là 6, 69 trên 56. Vậy thì đây cũng là phân số tối giản rồi, không rút gọn được. Đó, vậy thì x bằng 69 trên 56 nhé. 69 trên 56. Thì 56 này chỉ chia được cho 7 cho 8 mà 69 này. 69 thì không chia được cho 7, cũng không chia được cho 8. Đúng không? Đấy, do vậy là nó là tối giản luôn rồi. Rồi sang câu C nè. Câu C người ta lại cho mình một cái vế bên này, và bên này có một gì? Một tổng nè. Vậy thì mình giữ nè, 2 trên 15 nè, nhân với x bên này giữ nguyên nữa nè, bằng nè. Bây giờ mình tính cái tổng ở đây đã nhé. 7 trên 3 cộng 2 trên 5. Vậy thì mẫu ở đây sẽ là 10, 15 đúng không? 5 nhân 7, 3, 35 trên 10, 15 cộng 3 nhân 2 là 6 trên 10, 15. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 41 trên 10, 15. Đúng không? Đấy, vậy thì đến đây nó sẽ bằng mấy? 41 trên 10, 15 này. Đúng chưa? Này bằng 41 trên 10, 15 nha. Vậy thì đây, số hạng nhân với số hạng bằng, à xin lỗi, thừa số nhân thừa số bằng tích. Vậy thì bây giờ muốn tìm một thừa số thì chúng ta sẽ lấy tích của nó, 41 trên 15 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 2 trên 10, 15. Đó, và bây giờ các em lại thực hiện phép tính gì? Tính chia. 41 trên 15 chia cho 2 trên 15, tức là nhân đảo ngược lên. Đúng không? Đó. Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì nó sẽ bằng cái gì đây? Bằng 41 nhân 10, 15 trên 15 nhân cho 2. Trên tử có 15, dưới có 15. Vậy thì đây chỉ còn mấy? 41 trên 2. Được chưa? Đấy, vậy thì x
sẽ bằng 41 trên 2. Được chưa? Rồi, câu D nhé. Ở đây lại có phép chia nè. Bên này cũng là chia nè. Vậy thì mình phải thực hiện phép tính ở bên vế bên này nè. Được chưa? Bằng nè. 2 phần 3 chia cho 8 phần 9. Tức là sẽ là 2 phần 3 nhân với gì? 9 phần 8. Đúng không? Thì sẽ bằng cái gì các em? 2 nhân 9 trên 3 nhân cho 3 nhân cho 8. Đúng không? Vậy thì 2 nhân 9 là 10, 18, 3 nhân 8 bằng 2, 24. Đúng không? Đó, vậy thì đây sẽ 18 trên 24 này. Ở đây các em có thể rút gọn đi, chia cũng không rút gọn được, bằng 18 trên 24 thôi. 18 trên 24 nhá. Rồi, vậy thì đây là số bị chia, số chia, thương nè. Muốn tìm số bị chia chúng ta sẽ lấy thương nè. Là 18 trên 24 nè. Nhân với số gì? Nhân với số chia tức là nhân cho 4 phần 5. Đó, vậy các em nhân tiếp. 18 trên 24 nhân 4 phần 5 bằng 18 nhân 4 trên 24 nhân 5. Đúng không? Đó, vậy thì giờ chúng ta xem nè, cái này bằng 6. Cái này sẽ bằng 18 nè, nhân cho 4 nè, trên 24 thì cam tách bằng 6 nhân 4 đi. Được không? Đó, chúng ta bớt được một cái nè. Vậy thì ở trên tử còn là 18 và dưới mẫu 653, 30. 18 trên 30 thì lại chia cả tử và mẫu cho 6 được, đúng không? 18 chia 6 bằng 3, 30 chia 6 bằng 5. Như vậy sẽ bằng 3 phần gì? 3 phần 5 các em nhé. Đấy. Vậy thì x ở đây sẽ bằng 3 phần 5. Được chưa? Rồi, sang cái bài số 4 nào. Một cái người mang bán 60 quả trứng. À, tức là số trứng anh ta bán á là 60 quả nè. Lần thứ nhất nè, bán là 1 phần 3 số trứng nè. Lần 2 nè, thì bán là 2 phần 5. 2 phần 5 này là số còn lại nha. Và người ta hỏi cái người này nè, bán được là bao nhiêu quả? Đó, bán là bao nhiêu nha các em. Đó, vậy thì nhìn vào đây thì các em sẽ thấy là chúng ta phải tính nè. Đấy, đúng không? Thì trước hết chúng ta sẽ giải luôn nhé. Số trứng mà lần thứ nhất đã bán, đúng không? 60 quả anh ta đem bán lần đầu là được 1 phần 3 này. Chúng ta sẽ trả lời được ngay nè. Số trứng người đó đã gì các em? Đã bán lần thứ nhất là, đúng không? Đó, các em sẽ lấy gì? 60 1 phần 2, à 1 phần 3, tức là 60 các em nhân cho 1 phần gì? 1 phần 3 thì bằng 60 chia 3, đúng không? 20 gì? 20 quả trứng. Rồi, lần thứ hai là bán là 2 phần 5 số còn lại. Vậy thì bây giờ mình phải tính được cái số trứng còn lại sau lần 1 đã gì? Đã bán, đúng không nào? Số trứng nè còn lại nè sau gì? Sau khi bán cái gì em? Sau khi người ta bán lần thứ gì? Thứ nhất, đúng không? Nhớ những cái bước này nhá. Là vậy thì người này đem đi 60 quả, bán lần thứ nhất được gì? 20 thì sẽ còn bao nhiêu? 40 nha các em. Đó, vậy thì sẽ là còn lại là 40 quả trứng nè. Được chưa? Và bây giờ cái lần thứ hai anh ta bán là 2 phần 5 trong cái gì? 40 đây nè, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ lại tính tiếp được nè. Số trứng nè, số
số chứng người người đó nè đã bán lần thứ mấy các em? Lần thứ hai, được chưa? Lần thứ hai là nè, sẽ là 40 nhân với mấy các em? Nhân với 2/5, đúng không? Thì bằng 40 nhân 2 là 80. 80 mà chia cho 5 thì sẽ là 10, 16 đúng không? 16 quả trứng. Đó. Vậy bây giờ chúng ta có số trứng lần 1, có số trứng lần 2 rồi thì mình sẽ tính được số gì? Số trứng người đó đã bán là, đúng không? Lần 1 bao nhiêu quả các em? 20 quả này. Lần thứ 2 16 nhá. Vậy thì sẽ là 36 quả trứng. Được chưa? Đó, và đây chính là đáp gì? Đáp số như vậy, hai lần người này bán là 36 quả trứng nhá. Rồi, và đến đây thì thầy và các em tạm thời nói lời chia tay nha. Đừng quên chia sẻ cái video và kênh của chúng mình các em nhé. Tạm biệt các em.